Chào các bạn nhá. Các bạn đang xem ở đây là hệ thống tưới tiêu của công ty TH Trumil. Các bạn thấy một dàn tưới khổng lồ không? Đây là cỏ các bạn này, cỏ của công ty trồng này. Các bạn thấy cỏ rất tốt. Đây là cỏ Mombasa nha các bạn. Cỏ Gine Mombasa thường gọi là cỏ xà lá lớn đấy. Các bạn thấy hệ thống tưới tiêu chưa? Đây, đường ống này. Đường ống này rồi cái vòi này, vòi tưới này. Đây là cỏ xà lá lớn nha các bạn. Cỏ này là bên mình cung cấp đấy. Giống cỏ này có ưu điểm là nó non mềm và phát triển là nó phát tốc độ phát triển của nó là nhanh nhất trong tất cả các loài cỏ. Còn chất dinh dưỡng so với cỏ voi ấy, thì loài cỏ này nó nhiều chất dinh dưỡng hơn. Nhưng mà khi năng suất thu hoạch một lần ấy tính là không bằng cỏ voi. Nhưng mà ưu điểm của nó là không có lông, với tốc độ phát triển của nó nhanh hơn. Nên là công ty trồng. Đây cái bánh của nó các bạn này. Cái bánh xe này. Các bạn nhìn thấy đa không? Bùm bùm. Các bạn xem này. Đấy. Đấy, mấy người trong nhóm của mình nó còn đi tham quan đây. Cỏ xả là lớn nha các bạn. Gine Mombasa. Đây. Phát triển thành từng bụi các bạn nhé. Đây này. Bên này là một cánh đồng các bạn này. Các bạn xem này. Cái này là của công ty TH Trumil các bạn ạ. Công ty sữa mà đạt chất lượng sữa là uy tín nhất Việt Nam đấy. Sữa của TH Trumil là giá thành hơi cao nhưng mà chất lượng nó đạt tiêu chuẩn. Người ta làm lớn lắm các bạn. Địa chỉ ở đây là ở Nghĩa Đàn, Nghệ An nha các bạn. Các bạn xem này. Hệ thống tưới tiêu của công ty này. Đấy, đây là cỏ. Ở trong kia là thu hoạch xong là mới tái sinh phát triển lại đấy. Các bạn muốn mua giống cỏ này thì có công ty bên mình cung cấp nhá. Bên mình là công ty hạt giống Việt Xít. Là chuyên cung cấp tất cả các loại giống cỏ chăn nuôi. Kể cả TH Trumil thì bên mình vẫn là cung cấp các bạn nhá. Các bạn có thể bấm phần giới thiệu của công ty bên mình ấy, trong trang web ấy, thì các bạn sẽ thấy là video mà bên mình đem lên tôi xử ấy, VTV1 và VTV2 ấy, là kết hợp với các tập đoàn lớn. Bên mình kết hợp với các tập đoàn lớn để cung cấp phân phối giống cỏ. Đây các bạn này. Đây là trong này là người ta thu hoạch, còn ở ngoài này ấy, máy nó không chạy tới thì nó phát triển nó đẹp như thế này. Như thế này là mình cắt được rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy đống cỏ mênh mông luôn các bạn ạ. Đây là chỉ một góc nhỏ thôi. Có rất nhiều cánh đồng như thế này. Các bạn muốn mua giống cỏ này có thể truy cập vào trang web giongcoyarẻ.com.vn nhé. Mình đổi video camera để cho tất cả các bạn xem nhé. Cái này không có chức năng đổi camera. Mình quay ở đây là không có chức năng đổi camera. Tối thì mình quay cho tất cả các bạn xem. Mình đang đứng ở phía ngoài thôi. Mình đang đi ở phía ngoài thôi.
Mục đích là quay cái dàn tưới này để cho tất cả các bạn xem. Cái cỏ Mobasa này thì người ta cũng không để quá già các bạn ạ. Thường thường là đến lúc thu hoạch thì người ta thu hoạch rồi. Tại vì cái cỏ này thì nói chung là để già thì nó hơi cứng. Nhưng mà non thì nó rất nhiều chất dinh dưỡng. Cái cỏ này thì TH Romeo người ta trồng là 80%. Người ta trồng chủ yếu là cỏ này thôi, tại vì cỏ này nhiều chất dinh dưỡng và nó phát triển nhanh. Nhiều chất dinh dưỡng nên là phù hợp với nuôi bò sữa, cho tỷ lệ tiết sữa là nhiều hơn. À, đây đây đây, mấy nhân viên của công ty bên mình đây. Đây con tử sướng. Đây con tử sướng. Đoàn Thủy này. Lan Nguyễn này, Đoàn Thủy đâu giơ tay. Lan Nguyễn. Lê Linh. Đấy, ba nhân viên kinh doanh của bên mình. Còn nhiều nữa các bạn ạ. Đây. Hệ thống tưới tiêu, cỏ xà lá lớn. Các bạn muốn mua giống cỏ này thì có thể bình luận dưới video này thì có các nhân viên xinh đẹp của bên mình đấy này tư vấn cho tất cả các bạn này. Quay đẹp nhất, ai đẹp nhất là lấy. À, ai đẹp nhất? Ai đẹp nhất là đắt. Ai đẹp nhất, nhiệt tình nhất thì ưu tiên người đó. Thì là đẹp nhất rồi. Ôi đời sót lắm. Còn không muốn liên hệ thì các bạn có thể truy cập mình vào trang web đem là đem giongcogiarẻ.com.vn để xem thêm thông tin chi tiết. Tại vì trong trang web là bên mình đã để video này, rồi là hình ảnh thực tế, rồi là bài viết hướng dẫn tư vấn các bạn cách trồng. Nói chung là đầy đủ hết rồi. Hoặc là vào đó các bạn có thể đặt hàng trực tuyến nữa. Nhưng mà có thể là liên hệ với các nhân viên của công ty bên mình này để người ta tư vấn nhé. Đây cỏ xà là lớn nha các bạn. Dưới em Mobasa. Và dàn tưới của công ty TH Trumil. Bên này là một dàn và bên kia là một dàn. Thì tưới cỏ để cho cỏ phát triển tốt. Còn Toàn Thủy là cao 1m6 thôi. Vào so sánh. Đây đây Đoàn Thủy cao 1m6 để em chụp ảnh cho chị luôn. Rồi, Đoàn Thủy cao 1m6, cao cao không bằng cỏ này. Rồi, các bạn muốn tư vấn về giống cỏ này có thể bình luận dưới trang web nhá. À, bình luận dưới video này nhá.